Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 24 tháng 5 đến sáng 25 tháng 5, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 60mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, có nơi lượng mưa trên 50mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối ngày 24 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa đo được từ 20 cho đến 40mm và có nơi trên 60mm. Trong mưa dông thì đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo khác đáng chú ý đó là từ ngày 25 tháng 5, khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C và có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 26 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu